Nửa tháng sau hành trình trái tim đập ngoài lồng ngực, người đàn ông này đã có thể ngắm nhìn thế giới và dần hòa nhập với cuộc sống bình thường. Một sự hồi sinh mà ngay cả bản thân anh cũng không dám nghĩ tới. Trước lúc bước lên bàn mổ để bắt đầu ca ghép tim xuyên Việt kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Cũng không biết diễn tả sao luôn. Không nghĩ tới may mắn vậy. Có rất nhiều người bệnh cũng không thể qua khỏi trong tình trạng mà suy tim giai đoạn cuối. Thì ghép tim nó là một cái điều trị mà gọi là tuyệt vời nhất. Thì bước đầu có được cái hiệu quả tốt như vậy thì bản thân là chúng tôi đây cũng rất là vui và gia đình người bệnh cũng rất là hạnh phúc với cái thành quả đó. Theo tiến sĩ bác sĩ Bùi Thế Dũng, trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sau khoảng 17 ngày ghép tim, tình trạng bệnh nhân đang tiến triển khá tốt, mọi thông số khám lâm sàng và cận lâm sàng đều ổn định. Hiện tại thì cái khả năng vận động cũng như là ăn uống của người bệnh là theo tôi nhận thấy là tốt hơn so với trước khi ghép tim. Người bệnh có thể tự sinh hoạt một mình ở trong phòng được. Không cảm thấy mệt khó thở gì hết sau khi tự vệ sinh cá nhân. Ăn uống thì cảm giác ngon miệng, ăn được nhiều, thức ăn cũng tiêu hóa tốt. Như vậy là có thể thấy sự cải thiện về triệu chứng cũng như là cái chức năng của người bệnh so với trước khi phẫu thuật. Tiến sĩ bác sĩ Bùi Thế Dũng cũng cho biết, với tình trạng tiến triển tốt, bệnh nhân có thể xuất viện sau khoảng nửa tháng nữa. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải dùng thuốc, sinh hoạt và tập luyện theo sự hướng dẫn của bác sĩ để chống thải ghép và nhiễm trùng. Bên cạnh cái việc dùng thuốc sát sao theo cái toa, thì người bệnh cần phải là tuân thủ những cái biện pháp khác, ví dụ như là hạn chế tiếp xúc với đông người để tránh lây nhiễm chéo, rồi hạn chế đi ra cái môi trường mà nó không có được trong sạch đó, ví dụ như đi ra ngoài đường chẳng hạn, nên ở trong cái ở tại nhà, mà tốt nhất là phải có một cái phòng riêng tư sạch sẽ, thoáng mát để cho hạn chế cái tiếp xúc với cái nguồn nhiễm bệnh. Về cái khả năng vận động á, thì tất nhiên sau khi ghép tim là trải qua một cái đại phẫu thì người bệnh cũng vận động vừa phải, thì chúng tôi sẽ có những cái tài liệu bằng giấy cũng như là hình ảnh hoặc là các clip trên YouTube thì để cho người bệnh tuân theo tập thở, tập vận động theo đúng những cái hướng dẫn của các tổ chức mà chuyên về ghép tim trên thế giới. Rồi sau những lần tái khám thì bệnh viện của chúng tôi cũng có những cái chế độ tập luyện phục hồi chức năng tim mạch cho người bệnh. Trước đó, vào tối 24 tháng 8, hơn 100 nhân viên y tế và các lực lượng hỗ trợ đã chạy đua với thời gian để đưa quả tim của một thanh niên bị chết não từ Hà Nội vào Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ghép cho một bệnh nhân bị suy tim quê Gia Lai. Đến 3 giờ sáng ngày 25 tháng 8, trái tim này đã đập nhịp đập đầu tiên trong lồng ngực của người nhận và bắt đầu một hành trình sống mới. Nhìn cảnh tượng này, ít ai có thể hình dung được đây từng là một bản làng trù phú, nơi 37 hộ dân với 158 nhân khẩu từng sống yên bình. Cơn lũ quét kinh hoàng đi qua vào sáng ngày 10 tháng 9 năm 2024 khiến thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bị san phẳng. Cả khu vực lớn lầy lội, nước lũ và bùn đất vẫn tiếp tục đổ về, con suối này đã biến thành dòng sông bùn, thảm khốc hơn nữa khi nó đến quá bất ngờ, quá nhanh, khiến người dân không có cơ hội trở tay. Là 5 giờ 40 là tôi chạy ra đến nơi là không nhìn thấy gì đâu, cái chỗ này nó san phẳng hết rồi. Nó san phẳng như thế này rồi. Không biết là nhà nào và nhà nào. Ở đây có nhiều nhà to. Ở đây toàn nhà sàn hết,
có mấy cái nhà xây nó cũng đập vỡ hết, nó gùi hết, đã đập đi hết. Thế nhìn không, nó quại bên kia cũng xa, bên này cũng ra cũng xa thì chẳng cứu được ai cả. Vậy là nhìn nhau chết rồi, cuối cùng về nó cũng lấy được. Đến cuối giờ chiều ngày 11 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 34 thi thể nạn nhân, trong đó có 3 thi thể cách khu vực sạt lở khoảng 8 km. Hiện còn 61 người mất tích, đang điều trị 17 người, 46 người đã an toàn. Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy huyện Bảo Yên cho biết, trước khi xảy ra lũ quét, bà con ở đây chủ yếu là người Tày, sống nhiều đời và chưa bao giờ có lũ như vậy. Đây là một cánh đồng trù phú, xung quanh bản là cánh rừng nguyên sinh của núi voi. Bà con nơi đây sống rất ấm no, hạnh phúc và yên tâm. Có lẽ trong mơ, người dân ở làng Nủ cũng không ngờ rằng tai họa lại ập xuống với họ như vậy. Nhìn hình ảnh từng quan tài một được vận chuyển vào hiện trường, xếp ngay ngắn khiến ai nấy không khỏi xót xa. Nhiều người đã mất 2 đến 3 người trong một gia đình, thậm chí có người còn mất tới tận 12 người thân. Không giữ được bình tĩnh, chị Nguyễn Thị Thư quê làng Nổ hiện sinh sống tại xã khác, không cầm được nước mắt cho biết mình mất tới 12 người thân với cả ông bà, chú thím, chị gái, anh rể, cháu. Đến bây giờ mà chưa tìm thấy cũng chẳng biết thế nào nữa. Còn cả chị chồng, anh rể cũng ở đây hết, cả cháu, cả các cháu nữa cũng chẳng biết ở đâu nữa. Nhà chị có khoảng bao nhiêu người là... Ở đây nói chung là em không đếm được cả bố ruột, chị gái, anh rể, cháu chắt này, không là ông bà này, xong cả chú, cả thím, cả ấy cũng chả thấy đâu nữa. Nói chung là nhiều lắm, em cũng chả đếm được. Đến gần 17 giờ ngày 11 tháng 9, lực lượng chức năng đã phải dừng tìm kiếm do khu vực này có nguy cơ xảy ra sạt lở. Khi kèn báo động dồn dập, người dân chỉ huy đứng trên bờ hô hoán, hàng trăm chiến sĩ cấp tốc rời hiện trường. Sáng ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn. Những tin tức mới nhất về công tác tìm kiếm cứu nạn tại làng Nổ sẽ được phóng viên Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại hiện trường. Kính mời quý vị đón theo dõi.